Cùng dày đẹp thế này. Mỗi ban cảnh. Không, thế là đẹp lắm rồi đấy. Trời ơi, ở dày kìa. Mình phun vuông góc thì nó sẽ đỡ chảy. Đấy, mình phun hơi chạy quá. Thế là hôm nay là gọi là anh em để biết cách ăn thế nào ấy. Đấy. Đấy thì vuốt luôn này. Bên kia ta cầm được nữa không? Bên này thêm nữa không? Có thêm này, qua phun bên này luôn anh này. Qua phun bên tường cũ luôn anh. Hôm nay đấy, chứ hôm nay là mình biết cách làm thôi mà. Chứ đâu rồi. Đấy. Đấy, đưa từ từ thôi, đưa từ từ thôi. Đấy, đưa từ từ. Ông đưa theo hàng này, ngay hàng thẳng lối anh. Hàng nào ra hàng đấy đi. Vâng.